Xin chào cô chú chị đã chăn nuôi Bến Tre ha. Hôm nay em lên bò xin ha, một cái xin nghe nè. Con này thì tầm 8 tháng rưỡi ha, 8 tháng rưỡi. Đây. 8 tháng 8 tháng rưỡi, con này chiều cao đo không xa là 1m21 bò. Đó cô chú chị. Chân cả quan sát là hoàn thiện, không có bú ép xe xuống uống ruột hết ha. Chân trước nè. Đó. Chân sau cô chú chị. Rúng rồi, rúng chèn ha, dài à. Đó, con này thì nó nằm dưới dũng sình rồi, nằm nó dơ đất rồi chủ nhà không ít tắm lửa ha, hay dơ chút chú chị. Con này tắm lên nó bóng dữ lắm đó, anh đít nè đó. Cái sái thì em quan sát là con bò cái Poussin này thì cái sái thì sái mặt sái lưng là đều là sái chín hết nha chú chị. Đó, bò em bao đặt lõi nha. Đó, chân cẳng là không có bú quất xe xuống đúng xuống luộc gì hết nè. Đó, đây giá cực kỳ hữu nghị luôn ha. Quay sái trước em báo giá xe cho cô chú chị nè. Đó, sái lưng sái đầu nè, đầu trụ trụ luôn cô chú chị thấy không. Đây cái lưng nè chú anh chị. Đó rồi thì con này anh chủ nhà anh bán giá là 16 triệu của chú anh chị. Đó. Cái giá 16 triệu nè, cực kỳ yêu thương không. Cái dàn yếm của nó cô chú anh chị lúng yếm nè, sùng sình luôn. Nó lúng là dài cái 5 phân à, nó lần lúng thấy không. Đó, dàn lúng lúng dàn yếm là nó kéo dài từ cái gì dạ vú mà lên tới cái yếm nè, dài thòn luôn chú anh chị. Cực kỳ, con này tương lai lên tàn cũng lớn nghe chú anh chị. Đó. Đây đít nè. Thấy không? Đây. Trái vú nè. Đó. Đây, hiện bò có giá là 16 triệu cô chú chị. Cực kỳ không? Đó. Em quay tầm xa cho cô chú chị thấy rõ con bò nè. Ha, chân cẳng đứng thẳng băng luôn chú chị. Đó. Giá 16 triệu nè. Chiều cao là 1m2 bò đi lên không dưới ha. À. Cực kỳ luôn. Quay tầm xa xa cho cô chú chị dễ đón bò ha. Đó. Giá chỉ có 16 triệu thôi nghe cô chú anh chị. Đó, bò bò của mày nuôi bao lỗ giá rất là rẻ, bò bò trần nành luôn, giá cực kỳ rẻ ha. Rồi giờ hình ảnh em gửi đầy đủ hết cô chú anh chị rồi thì cô chú anh chị mình xem đó, thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Giá là 16 triệu cô chú anh chị. Đó, cực kỳ không. Đây chân móng nè, mặt mày ha. Bò này em bảo hành là không có đem bớt gì hết, không có tặc lỗi gì hết nha chú anh chị. Đó, đây giá chỉ có 16 triệu thôi của chú anh chị. À, giá yêu thương không. À, giờ hình ảnh mới gửi rồi ha, thì mong cô chú chị mình xem kỹ, thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em nha. Hello, xin chào cô chú chị đã chăn nuôi Bến Tre ha. Hôm nay lên một xin nè, xin tơ. Con này mới có 15-16 tháng thôi ha, cũng đang dọn dọn lên giống rồi cô chú anh chị. Đó, đây con này chiều cao đo không xa đồng 1m27 ha, khoảng 1m26-1m27 bò cô chú anh chị. Đằng đít nó là phát thân không, đùi đít nè cô chú anh chị, cực kỳ ha. Con này thì sấy mặt sấy lưng em cũng quan sát là kỹ rồi, thấy là nghiêm chỉnh hết ha. À,
xin. Đó. Có nghe dạng em bò xin like chú anh chị. À, xin like. Đây, xoay lưng chú anh chị. Đó. Con bò này một màu ha, không có lem bớt gì hết. Đây cái màu nè. Chân trước nè chú anh chị, em quan sát dàn chân móng là hoàn thiện, không có bú xe xuống đúng ruột gì hết ha. Đây. Rúng nè. Con này hơi rúng hơn nhiều ha chú anh chị. Chạy vú nè ha. Ở đây trời mưa chú anh chị nên ở ngoài mưa nên em dẫn vô chuồng ha, quay lại khúc cho cô chú anh chị mình xem. Đây, chân sau nè chú anh chị. Chân móng ha. Đó, đúng rồi chú anh chị. Rồi máu giá con này luôn. Con này anh chủ nhà anh bán giá là 17.500.000. Đó. Cái giá yêu thương không? Đó, giá này là giá tại chuồng ha, không có bao ship nha chú anh chị. 17.500.000. Cực kỳ yêu thương. Đây. À. Còn chân móng nè chú anh chị. Rất là đẹp bò. Bò xin like ha. Con này khung đàn này thì mình vô nọc con với người khác nữa chứ không phải vậy là hết nha chú anh chị. Đó. Đây là chói nắng nè. Bích là đầy đạm ha, bích dai đều đầy đạm của chú anh chị. Rồi thì con này báo giá luôn ha, giá là 17.500 đó chú anh chị, em thấy đơn ý được mua thì liên hệ cho em. Xe mặt xe lưng mình nghiêm chỉnh hết. Hình ảnh là cực kỳ yêu thương nha. Nó bò trình làm những giá có 17.500 cũng vậy, bán ngang với thịt luôn, giá thịt bò hôm lại thì giá miếng mềm ha. Nó tùy theo chỗ nó thì cô chú thấy tùy theo bò nữa, con nghĩ được mua thì liên hệ cho em nha.